Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ cập nhật chi tiết về cái dự án là Introvert mà đang cho mình đào miễn phí cái đồng là TOX, và cái đồng TOX thì đang giao dịch và niêm yết ở trên sàn MEX Global. Và nội dung thì mình sẽ là hướng dẫn về cái hình thức. Thứ nhất thì mình sẽ đào được nhiều cái đồng là TOX chạy trên hai cái mạng mà bên phía dự án họ đang cho mình khai thác mỗi ngày. Tiếp theo thì ở phần cuối video mình sẽ nói về cái hình thức mình KYC và trên dự án này để mà mình rút được cái đồng TOX về những cái sàn như là MEX Global thì mình cần phải là vượt qua xác minh danh tính là KYC, và hiện tại thì trên dự án này mình vẫn chưa xác minh danh tính đâu. Cũng như là cái phần xác minh danh tính thì mình sẽ nói vào là cuối video nhé. Còn bây giờ mình sẽ nói qua về cái hình thức mình sẽ là khai thác được nhiều cái đồng TOX qua rất nhiều cái chế độ đây. Và cái chế độ đầu tiên thì bạn biết rồi, là ở video trước mình đã là hướng dẫn về cách mình tạo ví, đăng ký ví và liên kết ví để mình sẽ là khai thác cái đồng TOX thuộc về cái mạng của nó, là cái mạng MARK ở đây. Và tiếp theo thì dự án đang cho mình khai thác cái đồng TOX song song với cái mạng nữa, là cái mạng là TOMOchain này nhé. Thì bây giờ mình đang để ở trên cái mạng là MARK này, thì bạn nhìn thấy là ở cái phần là hệ sinh thái này, thì video trước các bạn đã biết là mình đang là khai thác và liên kết ví để mình đào cái đồng là TOX, là cứ sau 24 tiếng thì mình sẽ click vào cái phần cái búa ở đây và mình sẽ là giải mã captcha. Ở đây bạn bấm một cái mũi tên này cho nó chuyển sang cái captcha trượt này, mình kéo mình thả đây cho nó nhanh mà nó dễ hơn nhá. Sau khi mà mình giải captcha thì mình sẽ xác minh là cái việc mình đào cái đồng TOX qua cái việc mình sẽ là trả cái phí gas cái đồng MARK này. Đó, như vậy mình đã đào thành công này. Thì mình kéo lại màn hình ấy, nó sẽ hiện cái số mình đào được, nó sẽ là hiện đây nhé. Chẳng hạn mình đang vừa nãy là hơn 3 đô thì bây giờ mình đang là có 4 đô nhé. Và đang có là 30.54 cái đồng TOX thuộc về cái mạng MARK. Đây là cái cách kiếm đầu tiên này. Và các bạn để ý trên này nó sẽ có những cái cách nữa cho bạn kiếm, bằng cách là mình sẽ chạy những cái nút này. Thì những cái nút này thì nó như kiểu là mình sẽ là hưởng cái cổ phần nó. Ví dụ cái nút đầu tiên là với cái min là 10 cái đồng là TOX thì mình sẽ nhận cái chỉ số là APR là 20% nhé. Và những cái nút bên dưới thì nó sẽ là nhiều hơn. Và để chạy nút thì mình sẽ là cam kết cái đồng TOX mà mình đang có ở đây. Rồi, như vậy thì đối với cái mạng MARK thì các bạn cứ vào mình bấm một cái búa này mỗi ngày để mình sẽ là khai thác đồng TOX mỗi lần. Tiếp theo thì các bạn bấm một cái mũi tên nhé, mũi tên bên trên này. Các bạn trở lại cái màn hình chính cho mình thì đây là cái mạng MARK mà mình đang là đào đấy. Tiếp theo thì bạn nhìn thấy cái bên trên để cho mình chuyển cái mạng lưới. Các bạn bấm một cái mũi tên màu xanh ở đây. Bên dưới này nó có cái mạng là TOMOchain này, thì bạn bấm vào đây một cái, mình đổi sang cái chuỗi của nó là TOMOchain ID chuỗi 88 nhé. Thì đây là cái mạng là TOMOchain. Khi lần đầu mà các bạn chuyển mạng thì nó sẽ cho mình là kernel một cái lượng tương đương với là 0.01 cái đồng TOMO là cái phí gas để mình sẽ là đào cái đồng quay ở trên cái mạng lưới này. Khi mà các bạn vào cái mạng TOMO trên thì các bạn phải là ràng buộc ví và liên kết ví đúng như là cái video trước mình đã là hướng dẫn cho các bạn cách là mình liên kết ví ở trên cái mạng MARK. Sau khi mà các bạn đã liên kết ví, ràng buộc ví ở trên cái mạng TOMO trên thì các bạn cũng quay lại cái phần là hệ sinh thái ở đây. Quay lại cái phần là hệ sinh thái thì bạn nhìn thấy là cái mạng là TOMOchain thì mình đã đào là 0.022 USDT thì nó tương đương với là 1.69 nhé. Tiếp theo thì các bạn nhìn thấy cái phần búa ở đây, các bạn bấm lên một cái này. Khi mà các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ là noát cái captcha sang cái captcha kéo trượt, các bạn thả cái captcha cái hình ảnh bên trên nó khớp vào nhau, các bạn buông tay ra. Ở đây mình sẽ là xác nhận nhé. Xác nhận thì mình sẽ phải trả cái phí của cái đồng TOMO, nhưng mà khi mà bạn liên kết ví thì nó tự tặng cho mình 0.01 cái đồng TOMO làm cái phí gas để mỗi lần mình đào mình khai thác mình sẽ dùng trả phí. Các bạn bấm vào xác nhận ở đây, mình sẽ là quét vân tay. Rồi, như vậy thì các bạn nhìn thấy là mình đã thực hiện nhiệm vụ đào thành công. Thì hiện tại giờ mình sẽ kéo noát lại màn hình nhé, thì sẽ cộng cho mình cái đồng đó, các bạn nhìn thấy nó cộng thành là 3.41 cái đồng là TOX. Và như vậy thì bạn đã hiểu là ở trên dự án này một ngày mình khai thác được cả hai mạng. Thứ nhất thì mình sẽ khai thác cái đồng là TOX thuộc cái mạng là TOMOchain,
Và thứ hai thì mình sẽ là quay lại mình khai thác cái đồng TOX thuộc cái mạng là MAC ở đây. Thì với hai mạng này các bạn sẽ là khai thác song song mỗi ngày, là cứ sau 24 tiếng mình sẽ vào cái phần hệ sinh thái này để mình sẽ là khai thác, mình đào từng cái mạng một. Sau khi mà các bạn đã đào xong ở cái phần mạng MAC thì các bạn lại chở cái mũi tên này ra, các bạn sẽ là chuyển sang cái mạng là Tomo Chain để mình sẽ lại thực hiện cái nhiệm vụ là bấm vào hệ sinh thái đây để mà mình sẽ khai thác cái đồng là TOX thuộc cái mạng là Tomo Chain ở đây. Rồi đấy là cái bước mình sẽ là đào được cái đồng TOX thuộc về hai cái mạng ở trên dự án. Tiếp theo nữa, cái cách mình kiếm thêm cái đồng TOX thì nó sẽ có những cái hình thức. Các bạn sẽ đi tương tác với mạng xã hội, tức là các bạn vào cái phần trò chuyện đây, các bạn tìm những cái bạn bè và mình sẽ là chat trò chuyện trong đấy, thì dự án sẽ cho mình cờ nem thêm cái đồng TOX. Và mỗi lần cờ nem thì mình vẫn phải là dùng cái đồng quay ở trên mạng dưới đấy. Ví dụ các bạn chat ở trên cái mạng là Tomo Chain thì mình sẽ phải có cái phí gas là mấy satoshi của cái đồng là Tomo Chain thì mình cờ nem. Còn nếu như mà các bạn đổi sang cái mạng là mạng Mark này thì mình chat ở đây để mình kiếm thêm cái đồng TOX thì các bạn phải là trả cái phí gas của cái đồng Mark. Và tiếp theo về cái KYC thì trong lúc này mình chưa KYC, nhưng mà mình nói qua về cái hình thức KYC để các bạn nắm bắt được, sau này các bạn có thể KYC sau vẫn được. Và để KYC được thì các bạn bấm vào cái biểu tượng cái mạng lưới đây, các bạn sẽ đổi sang mạng là Binance Smart Chain BEP20. Và ở đây thì họ yêu cầu mình ấy là để vượt qua KYC các bạn phải là có một cái phí gas tương đương với là 2 đô. Thì vào dấu cộng này các bạn ghi chữ là U S này DT, các bạn bật cái USDT mạng BEP20 lên nhé. Xong rồi các bạn bấm mũi tên đây để mà thoát ra bên ngoài, thì đây là cái mã ví đồng USDT thuộc mạng BEP20 và các bạn cần gửi đến đây là 2 đô để mình sẽ làm cái phí KYC. Và thuộc mạng BEP20 thì mình phải có ít nhất là một ít cái satoshi của BNB làm phí gas tương đương với khoảng độ là 0.1 đến là 0.2 đô cái phí satoshi của BNB nhé. Rồi tiếp theo về cái KYC này thì mình sẽ là làm luôn và mình hướng dẫn. Còn lại thì các bạn cứ chưa vội KYC vẫn được, các bạn cứ đào khi nào mà các bạn muốn rút tiền thì bạn KYC sau vẫn được nhé. Bước này mình hướng dẫn thôi nên là mình sẽ làm nhanh một chút. Thì để KYC được trên dự án này các bạn cần phải là tốn 2 đô USDT và phải mất khoảng độ là 0.2 đô cái satoshi của đồng BNB để mình sẽ làm phí gas. Thì để mà có cái BNB và cái USDT thì mình cần phải là kích vào đây, mình sẽ là nạp lên đây. Thì trước tiên mình sẽ copy mã ví đồng BNB và mình sẽ về ví MetaMask, mình sẽ là nạp lên đây một cái lượng. Đó, như vậy mình đã nhận được là 2.01 USDT và 0.2 BNB. Và tiếp theo để KYC nó thì các bạn cần phải là chuyển mạng nhé. Các bạn bấm phần là khám phá ở đây. Cái phần khám phá thì bạn gạt sang cái icon bên trên đấy, các bạn bấm vào phần là Mobi Ninh ở đây. À đây là cái phần mình sẽ swap USDT chuyển mạng nhé. Thì bạn bấm vào Connect Wallet ở đây và bạn bấm biểu tượng ví MetaMask này, các bạn bấm vào phần là Connect to MetaMask thì sẽ hiện lên bên trên là mình đang có 2 đô này. Các bạn bấm vào Mark ở đây là 2 đô, mình sẽ là min sang cái mạng Mark của nó nhé. Tức là mình sẽ chuyển cái mạng BSC sang cái mạng là Mark này. Các bạn bấm vào Like ở đây. Các bạn bấm vào Confirm ở đây. Bấm xác nhận ở đây. Bấm vào Gửi. Bấm Gửi đây. Ở đây mình swap thì báo mình là cái phí gas BNB không đủ. Mình quay lại mình kiểm tra lại cái ví nhé. À, tương đương với 0.2 đô BNB mà vẫn chưa đủ thì mình gửi thử một cái lượng nữa lên đây khoảng tương đương với khoảng 0 0.02 đô đi. Đó, như vậy mình làm mới lại thì mình có 0.04 đô BNB. Mình quay lại mục là khám phá đây, các bạn bấm lại cái phần swap là Mobi Ninh ở đây. À, các bạn kết nối ví nhé, chọn MetaMask này, bấm vào kết nối này thì mình sẽ ghi đây là 2 đô này, bấm vào like ở đây, bấm vào confirm ở đây, xác nhận ở đây. Lần này thì mình đã thực hiện thành công, bây giờ đang chờ trên Transaction
Chắc là cái phí gas khi mình swap mình đổi mạng nó tương đương với khoảng độ là 0.3 đô BNB nhé. Rồi như vậy sau khi mình swap đã thực hiện thành công thì bây giờ mình quay lại cái ví này, quay lại ví bạn nhìn thấy là cái Satoshi ở BNB mình ấy nó đã trừ, thật ra mình có 0.04 đô nhưng mà nó trừ mất là 0.16 đô là cái phí gas nhé. Đó như vậy mình đã swap sang thì các bạn đổi lại cái mạng lưới sang cái mạng là mạng MAC này. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện KYC. Các bạn muốn kiểm tra cái utility mình nó về chưa thì bạn bật cái utility mạng MAC lên, quay lại thì bạn nhìn thấy là mình đã nhận được 2 đô này. Các bạn bấm tiếp vào cái mục là SBC là cái mục mình sẽ là KYC. Các bạn click vào là xác thực KYC, dòng cuối là dùng cho người ở nước ngoài nhé. Còn bên trên là dùng Trung Quốc và đại lục. Thì dòng bên dưới này các bạn sẽ tiến hành ghi họ và tên, và bên dưới mình sẽ nhập cái ID là cái số căn cước công dân vào đây. Xong rồi bạn bấm bước tiếp theo ở đây. Rồi đến bước này thì bảo mình là xác nhận nhé. Các bạn bấm vào xác nhận ở đây. Các bạn nhập mật khẩu vân tay ở đây. Rồi như vậy mình đã thực hiện thành công. Các bạn bấm vào thanh toán ở đây. Xác nhận ở đây. Các bạn nhập mật khẩu nhé. Rồi như vậy những cái bước trên mình đã làm xong thì đến bước cuối này thì yêu cầu mình sẽ là load cái hình ảnh, tức là mình sẽ tải cái mặt trước của căn cước lên, thì các bạn bấm vào cái mục là tải ảnh lên đây và các bạn cho phép camera nó truy cập, các bạn bấm vào cho phép ở đây. Đến bước này thì mình sẽ chụp mới hoặc là mình tải từ cái thư viện, ở đây mình sẽ chọn là tải từ thư viện ở đây. Cái bước mà mình gửi cái hình ảnh mặt trước của là căn cước công dân lên là bước cuối, nhưng mà trên dự án này thì nó bị lỗi cái thông báo và nó sẽ báo cho bạn biết là do quá trình ở bước trước mình chưa xác minh tên thật, vui lòng quay lại bước trước để mà hoàn tất quá trình là xác minh tên thật, nhưng mà mình có thực hiện đi thực hiện lại vài lần nó vẫn báo vậy, và một lúc sau mình quay vào thì đã thấy là mình vượt qua xác minh danh tính và nó hiện cái chữ đầu người mà có cái hình chữ V này. Bên cạnh cái ví mà có cái đám mây có chữ V, tức là mình đã vượt qua xác minh danh tính là KYC. Thì lúc này bạn bấm lại phần là hệ sinh thái. Và để kiểm tra bạn đã vượt qua xác minh danh tính là KYC hay chưa thì bạn bấm mục rút ở đây. Khi mà mình đã vượt qua xác minh danh tính thì bạn bấm vào nó sẽ là mở cái mã ví để cho mình rút. Còn nếu như mà bạn chưa vượt qua thì khi bấm vào rút đây sẽ báo là cần xác minh danh tính là KYC. Và khi nào mình đủ min thì mình sẽ làm video mình hướng dẫn về cái cách mình rút nhé. Khi mình rút ở đây thì nó sẽ ra cái ví chính bên ngoài, và từ cái ví chính đấy thì mình sẽ rút về những sàn giao dịch mình bán nhé. Đây nó có captcha này, nó cũng hơi khó đấy, thì các bạn có thể đợi bấm mũi tên này, mình chuyển đến captcha nhé. Ví dụ đây là chữ Q này. Rồi như vậy sau khi mình xác minh captcha xong ấy, các bạn bấm vào xác nhận đây nhé. Để mình xem là cái min này nó cho mình rút về không nhé. Như vậy thì nó báo mình là rút thành công này. Rút không thành công nhé. Có thể là cái min mình bị thiếu sao, nó báo là rút không thành công. Thì khi nào mà đủ min ấy, thì mình sẽ ra video mình hướng dẫn về cái cách và mình rút nhé. Và sau khi mình rút thì nó sẽ về cái ví chính ở đây. Thì từ cái ví chính này mình sẽ là rút về những cái sàn dịch để mình sẽ là bán. Và hiện tại giờ nó đang là niêm yết cái đồng là TOX ở trên sàn là MAC Global. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.